trải dài từ cao nguyên núi đá hùng vĩ ở đồng văn Mèo Vạc đến tận miền non xanh nước biếc kỳ ảo của vịnh Hạ Long. Vùng Đông Bắc của Tổ quốc ta gồm 10 tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Quảng Ninh. Đây là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Nơi đây có nhiều dân tộc thiểu số với những nét đặc trưng văn hóa rất đa dạng, cư trú lâu đời như Kinh, Tày, Nùng, Giao, Mông, Cao Lan, Sán Chí, Sán Dìu. Đến với Đông Bắc là chúng ta đến với một vùng đất đầy ắp những lời ca, điệu múa ngọt ngào tha thiết, những làn điệu dân ca trữ tình lãng mạn đến say đắm lòng người. Ca múa nhạc dân gian là một phần không thể thiếu trong vốn văn hóa phi vật thể của các dân tộc vùng Đông Bắc. Đến với Tuyên Quang là đến với một vùng đất thắm đượm nghĩa tình, sạt rào những khúc hát du, câu lượn cọi duyên dáng của những cô gái Tày hay điệu bá dung của trai gái dân tộc Giao. Dân tộc Tày là dân tộc sống lâu đời nhất ở xứ Tuyên, bởi vậy mà ngày xuân lễ hội lồng tồng của họ diễn ra nô nức ở nhiều nơi, thu hút đông đảo các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh cùng tham gia. Bên cạnh phần lễ, với nhiều nghi thức là phần hội không thể thiếu, trò chơi ném còn. Trò chơi này có ý nghĩa rất sâu sắc, xuất phát từ tâm linh của con người. Nó là hoạt động để con người cầu mùa, cầu yên bình phát triển. Nó cũng là một môn thể thao để rèn luyện thể lực và còn là trò chơi thử tài nam nữ trong các dịp lễ hội. Dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đều có những phong tục tập quán độc đáo riêng biệt, nhưng tất cả đều có chung tinh thần đoàn kết, bình đẳng và hòa hợp dân tộc. Sự giao lưu giữa các dân tộc thể hiện trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế. Thông qua mối liên hệ đó mà tinh hoa văn hóa của mỗi dân tộc được kết tụ lại thành tinh hoa văn hóa chung của cả cộng đồng. Là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng Trung Du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thái Nguyên là miền đất non xanh nước biếc, có nhiều thắng cảnh đẹp như hồ núi Cốc, suối Mỏ Gà. Đến với Thái Nguyên là đến với một vùng chè ngon nổi tiếng, quê hương của các dân tộc anh em như Kinh, Tày, Nùng, Giao, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa. Giờ đây, Thái Nguyên đang từng ngày đổi mới và để hội nhập cùng đất nước. Được coi là đất phát tích của dân tộc Việt Nam, nơi mà cách đây hàng nghìn năm đã ra đời nhà nước đầu tiên của người Việt, nhà nước Văn Lang và thời đại các vua Hùng. Phú Thọ là quê hương của các lễ hội truyền thống, cội nguồn tâm linh của dân tộc Việt Nam như lễ hội Đền Hùng, lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ. Vùng đất tổ này còn là chiếc nôi của những làn điệu dân ca xoan, ghẹo, đằm thắm, mượt mà.
là Phên Dậu vùng Đông Bắc Tổ quốc, là địa danh hấp dẫn không chỉ với người dân Việt Nam mà cả với du khách quốc tế. Vẻ đẹp tuyệt vời của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long có sức quyến rũ mê hoặc lạ kỳ. Quảng Ninh còn là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa và lịch sử với các dân tộc Kinh, Hoa, Giao cùng sinh sống. Các dân tộc Quảng Ninh đã đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử chói lọi của mảnh đất nơi rồng xuống năm xưa. Mảnh đất địa đầu cực Bắc của Việt Nam, nơi có những ngọn núi cao lưng trời, có cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, nơi có đỉnh Lũng Cú ngày đêm tung bay lá cờ, đánh dấu chủ quyền đất nước. Đây là vùng đất có bề dày lịch sử với nét văn hóa phong phú đa dạng. Hà Giang là nơi có nhiều sản phẩm văn hóa đặc sắc từ truyền thống lâu đời, một địa danh du lịch đáng nhớ bởi cảnh quan thiên nhiên và con người ở đây. Không giống với bất kỳ một nơi du lịch nào ở Việt Nam, đến Hà Giang, du khách có thể thấy được những sản phẩm kết tinh từ truyền thống văn hóa độc đáo của đồng bào miền núi. Đó là các loại khăn thêu, túi vải, váy áo rực rỡ hoa văn của các dân tộc Mông, Giao, Pà Thèn, Lô Lô. Du khách sẽ tham dự những phiên chợ vùng cao đầy thơ mộng. Mảnh đất Phên Dậu, nơi địa đầu Tổ quốc, một vùng quê giàu đẹp với nhiều thắng cảnh nổi tiếng đã đi vào ca dao xưa. Đến với xứ lạ, chúng ta được hòa mình trong không khí huyền thoại diệu kỳ của những lễ hội dân gian, những phiên chợ tưng bừng trò chơi, điệu múa, réo rắt điệu song hao. Thanh niên nam nữ các dân tộc đến chợ để gặp gỡ trao duyên qua những câu sli lượn, ngọt ngào, lãng mạn, say đắm lòng người. Là mảnh đất có truyền thống cách mạng, nơi có khu di tích lịch sử Bác Bó, gắn liền với hình ảnh Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc. Đến với Cao Bằng là đến với một vùng quê đầy ắp những làn điệu dân ca ngọt ngào, khúc hát then của những cô gái tày đằm thắm, cùng điệu múa khèn say đắm của chàng trai người Mông. Tất cả làm nên một Cao Bằng đa sắc màu, giàu bản sắc. Là tỉnh giàu tiềm năng du lịch bởi sự phong phú của bản sắc văn hóa các dân tộc, có nhiều di tích lịch sử và các danh thắng nổi tiếng như khu ATK, chợ Đồn hay Hồ Ba Bể. Về Bắc Cạn, mời bạn tham dự lễ hội Lồng Tồng và cùng nghe những câu hát then mượt mà của đồng bào dân tộc Tày. Bắc Giang, miền quê bên sông Thương, đôi dòng trong đục, nơi có con sông Cầu đã đi vào dân ca quan họ và huyền thoại sông Lục núi Huyền. Nghĩ về Bắc Giang, chúng ta nghĩ đến một miền quê hiền hòa thơ mộng, với những liền anh liền chị, súng xính, khăn xếp, áo dài, nón ba tầm trong ngày hội. Trong mỗi điệu múa, tiếng đàn, lời hát rất đằm thắm ấy, ta vẫn thấy thấp thoáng tinh thần thượng võ và vẻ đẹp quyến rũ của con người quê hương Kinh Bắc. Vĩnh Phúc là mảnh đất địa linh nhân kiệt,
là một trong những cái nôi của người Việt cổ. Nơi đây có di chỉ khảo cổ học nổi tiếng Đồng Đậu, quê hương của vị anh hùng dân tộc Trần Nguyên Hãn. Vĩnh Phúc có những di tích lịch sử văn hóa, các danh lam thắng cảnh luôn làm nức lòng du khách như Tam Đảo, Bồng Bềnh Mây Trắng, Quốc Mẫu, Tây Thiên. Với bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, Vĩnh Phúc đã và đang trong quá trình chuyển đổi nhanh về kinh tế xã hội. Các dân tộc vùng Đông Bắc cùng tụ hội, hòa lời ca điệu múa thể hiện nguồn suối vô tận của nghệ thuật dân gian truyền thống vùng Đông Bắc. Nguồn suối ấy được tiếp nối bởi những mạch giao lưu văn hóa sẽ mãi mãi tuôn chảy, không bao giờ vơi cạn. Bài ca Ngày hội Đông Bắc ngân vang ca ngợi vẻ đẹp con người và cảnh sắc của các vùng quê Đông Bắc. Các dân tộc Đông Bắc cùng cất cao tiếng hát tạo nên bản hòa ca rộn rã, thắm tình đoàn kết anh em, bốn bề một nhà. Bức tranh văn hóa độc đáo ấy còn đẹp đẽ và rực rỡ hơn nhiều với những lời ca tiếng hát, những vũ điệu, trang phục sặc sỡ sắc màu hoa văn của núi rừng Đông Bắc. Những giai điệu, vũ điệu rất riêng đã tạo nên một không gian chân thực, áp đầy hơi thở của đất và người Đông Bắc, của nhịp điệu cuộc sống từ ngàn xưa, của cái duyên Đông Bắc mặn mà khó cũ. Cộng đồng các dân tộc vùng Đông Bắc luôn sát cánh cùng cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn.